là tên của cái đối tượng của chúng ta, đó là cái box. Ở đây là box 01. Quý vị các bạn thấy lúc này là cái modifier list, tức là cái bảng danh sách các đối tượng điều chỉnh. Chúng ta click chuột trái chuột vào đây nè, thì chúng ta thấy một cái danh sách trải ra rất là nhiều cái modifier, tức là các cái đối tượng hiệu chỉnh xuất hiện ở đây. Các đối tượng này tôi sẽ trình bày trong những phần sau, nhằm mục tiêu là để chúng ta hiệu chỉnh đối tượng. Bây giờ chúng ta chỉ chỉnh cái thông số đơn giản của đối tượng thôi. Thì quý vị các bạn thấy là cái chữ box ở đây nè, chúng ta thấy cái chữ ở phía dưới là parameter, tức là những cái thông số của nó đó. Thì chúng ta thấy cái kích thước chính xác ở chỗ này chúng ta có thể chỉnh được đó. Quý vị các bạn thấy là, ví dụ như tôi gõ vào đây một cái con số nữa, ví dụ tôi gõ là 2500 đó, tôi enter, tôi có thể chỉnh vào cái bề rộng của nó. Ví dụ như ở chỗ này tôi chỉnh là 3000, tôi enter từ bàn phím. Và cái chiều cao này, ví dụ như hiện thời đó là đang 156 chẳng hạn, tôi nói là 150, tôi enter đó. Chúng ta thấy như vậy thì rõ ràng bên cái vùng đồ họa này nè, cái đối tượng của chúng ta nó xuất hiện ở cái dạng khung dây vậy, khá khó thấy. Nhưng mà cái chuyện này để làm gì? Quý vị các bạn thấy là những cái box này trong thực tế thì người ta có thể dùng trong cái quá trình dựng hình đó, người ta có thể dùng nó để dựng một cái nền là một đối tượng cơ sở, hay là người ta dùng nó để dựng một cái tường chẳng hạn, vân vân, người ta hiệu chỉnh rồi đó. Hay là chúng ta thấy ở chỗ này tôi minh họa quý vị các bạn một cái đối tượng gọi là noise modifier, tức là chúng ta tạo cái nhiễu ở trên cái bề mặt này để tạo ra một cái bề mặt địa hình đó. Quý vị các bạn xem lại chuyện đó. Bây giờ trên cái này này chúng ta thấy nè, land segment đó, tức là những cái phân đoạn của cái bề dày của cái đối tượng ha. Quý vị các bạn nhìn thấy trên toàn cục đó. Bây giờ tôi giả sử tôi chỉnh cái này lại là 10, tôi enter, thì quý vị các bạn nhìn thấy bên này đó, chúng ta thấy nè, rõ ràng là cái đối tượng của chúng ta đã được phân ra nhiều đoạn khác nhau bằng bởi những cái gọi là land segment theo cái chiều dài của nó. Bây giờ nếu chúng ta muốn chỉnh nữa thì chúng ta chỉnh cái phần width segment này. Ví dụ giả sử tôi chỉnh là 20, tôi gõ vào width segment ở đây 20, thì rõ ràng cái đối tượng của chúng ta bên này là được chia lưới nhiều hơn ở trên cái vùng nhìn đồ họa. Nếu chúng ta để chế độ tô bóng thì chúng ta không thể thấy được chuyện này. Nhưng quý vị các bạn thấy nè, cái chuyện mà chúng ta tạo cái địa hình đó, chúng ta hoàn toàn có thể làm được bằng cách là đó, chúng ta chỉnh những cái mắt lưới đó, chúng ta hiệu chỉnh nó, chúng ta dùng là mesh edit chẳng hạn, edit mesh chẳng hạn, để chúng ta chỉnh sửa nó, vân vân. Nhưng mà trong trường hợp này thì chúng ta đang chia cái phân đoạn đó ra để chúng ta tạo một cái địa hình. Ví dụ như tôi làm một cái địa hình, sau đó tôi làm cái nhà lên đó, vân vân, ví dụ vậy. Quý vị các bạn thấy, hay là một bề mặt nhấp nhô thì chúng ta có thể làm được bằng cái lệnh bót ở đây. Bây giờ chúng ta nhìn lại trên cái hay segment chỗ này nè, tôi chia phân đoạn nó ra là 10 đó. Và tôi có thể là bấm bỏ chọn cái generate mapping cost, tức là coordinate ở chỗ này nè, hệ trục tọa độ. Chúng ta thấy là cái hệ trục mà để áp cái quả cái tọa là cái những cái họa đồ lên trên cái đối tượng của chúng ta, thì tôi tạm thời bấm bỏ chỗ này. Bây giờ chúng ta nhìn lại cái đối tượng của chúng ta bên này nè, nó rất là nhiều cái phân đoạn, và thậm chí chúng ta nhìn lại gần, các bạn nhìn lại gần, chúng ta thấy cái đối tượng của chúng ta chia rất là nhiều phân đoạn ở đây. Bây giờ tôi là di chuột lên cái chỗ này nè, tôi lên cái chữ perfect, tôi lít chuột phải cho nó và tôi chọn lại gọi là smooth and highlight, tôi lít vào smooth and highlight, tức là đối tượng chúng ta sẽ ở dạng tô bóng đó. Chúng ta thấy như vậy thì quý vị các bạn thấy là rõ ràng cái đối tượng nó đã trơn bóng như vậy, thì chúng ta mới chọn qua cái modify ellipse ở đây đó. Chúng ta bấm chọn lên đối tượng đã, chúng ta lít chuột trái chọn đối tượng đã, chúng ta thấy cái đối tượng này được chọn thì nó hiện một cái màu trắng giống như thế này. Thì bây giờ chúng ta bấm lên cái modify ellipse ở đây nè, và chúng ta chọn trên cái danh sách đó, chúng ta chọn noise đó, chúng ta lít vào noise, tức chúng ta tạo các cái nhiễu. Thì chúng ta thấy là rõ ràng đối tượng chưa có gì thay đổi ở chỗ này hết. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tạo các cái tâm nhiễu. Chỗ này là chúng ta sẽ tăng các cái tâm nhiễu lên, giả sử tôi cho là 100 đó. Và cái chỗ này là tôi để là fractal, là tức là đối tượng của chúng ta đã sẽ cái nhiễu đó ở dạng là phân tích đó, chúng ta để là fractal, là click chuột ở đây. Và bây giờ cái biên độ, cái cường độ của nó theo cái, chúng ta thấy cái strain ở chỗ này nè. Bây giờ tôi chỉnh là xong, quý vị các bạn xem ở trên cái hình của chúng ta có gì thay đổi nè. Tôi cho là cái đối tượng chúng ta sẽ di dời theo cái trục X này, thí dụ là 50, 60. Tôi chọn lại bên trục Y này như vậy, tôi nói là ở đây là 60 đó. À, chúng ta thấy nó chưa có tác dụng gì nhiều ở trên đối tượng này hết. Rõ ràng đối tượng chưa có gì thay đổi. Bây giờ nếu mà tôi chỉnh số này lại lên là con số 600, chúng ta thấy đối tượng của chúng ta bắt đầu biến dạng. Chúng ta nhìn đây nè, đối tượng của chúng ta bắt đầu biến dạng, nhưng nó dời theo trục X đó. Chúng ta thấy nó di dời theo cái trục X nó này ha. Rõ ràng là trên cái hệ trục tọa độ x, y, z đây là đang dời trục x. Vậy bây giờ nếu tôi muốn tôi dời theo trục z này là đủ. Ví dụ như tôi nói là ở cái trục z này nè, tôi cho là ví dụ như là trừ
1.000 chẳng hạn, tôi enter ở đây. Thì quý vị các bạn thấy cái đối tượng của chúng ta lúc này nó đã biến dạng thành ra một cái bề mặt nhấp nhô giống như vậy. Thì chúng ta có thể dùng cái này để giả lập một cái mặt địa hình chẳng hạn, hay là có thể là chúng ta làm cái mặt nước biển cũng được nữa, nếu chúng ta áp cái họa đồ vào đó. Bây giờ quý vị các bạn xem là tôi áp vào đó một cái ở cái dạng một cái mặt cỏ chẳng hạn, à, thì tạo ra một cái bề mặt chấp nhô như giống như vậy. Bây giờ chúng ta thấy cái khối của chúng ta nó nằm ở đây, thì tôi xoay ở một cái góc nào đó để cho dễ quan sát. Tôi di chuột xuống phía dưới nè, tôi chọn ở chỗ là Add Rotate Select đó, chúng ta bấm vào đó và chúng ta xoay ở đây đó, cái đối tượng của chúng ta đi lại gần, chúng ta thấy giống như vậy đó, quý vị các bạn thấy vậy. Bây giờ nếu mà tôi muốn nữa thì tôi có thể chỉnh lại cái đối tượng này. À, tùy theo cái mức độ mà tôi muốn ha, tôi sẽ chỉnh lại những cái thông số ở chỗ này. Ví dụ tôi cho y ở đây là ví dụ là 500-600 gì đó, tôi chỉnh lại thông số này. Các giá trị ở đây chúng ta chỉnh được hết. Bây giờ giả sử tôi muốn làm cái địa hình ở chỗ này đó, thì quý vị các bạn xem, tôi di chuột lên cái phần gọi là rendering ở đây nè, tôi chọn là Material Editor, tức là chúng ta chọn ở cái dạng là cái bộ biên tập vật liệu. Chúng ta có thể gõ phím tắt là M cũng được nữa. Chúng ta thấy cái chữ M kế bên của trên cái trình đơn đó. Chúng ta click vào cái Material Editor, click vào chuột của đó. Thì ở chỗ này nè, tôi thấy là có một cái nhiều cái ô để minh họa các cái mẫu vật liệu mà chúng ta xuất hiện ở chỗ này. Quý vị các bạn có thể thay đổi được số lượng ở đây. Nhưng mà rất là đơn giản, chúng ta chọn cái ô thứ hai. Ví dụ chúng ta chọn ô thứ hai đó. Và bây giờ đó, chúng ta sẽ chọn cái loại vật liệu. Chúng ta chọn một loại vật liệu bình thường thôi. Tôi chọn click vào cái architectural, tức là vật liệu kiến trúc ở đây này. Chúng ta chọn qua cái vật liệu là chúng ta chọn là vật liệu cơ bản tiêu chuẩn standard ở chỗ này. Tất nhiên nó có rất là nhiều loại vật liệu, nhưng mà giờ chúng ta click OK ở đây để chọn cái vật liệu đó. Vậy thì ở trên cái bảng thông số đây, quý vị các bạn thấy là cái bảng thông số của cái bộ biên tập vật liệu thì có rất là nhiều thông số. Thì chúng ta sẽ lần lượt khám phá nó trong cái bài nói về vật liệu một cách chi tiết. Bây giờ á, quý vị các bạn thấy nè, thật sự mà nói là khi mà chúng ta chỉnh sửa biên tập trong cái bộ biên tập vật liệu đó thì những cái thông số của nó là rất là nhiều. Vậy thì có thể nói rằng có những vật liệu mà trong thực tế chúng ta sẽ không gặp được, nhưng mà đó là chúng ta tạo ra những cái hiệu ứng hay là những cái vật liệu rất là đẹp, nó phục vụ cho cái chuyện là chúng ta tạo cho cái công trình của chúng ta có thể tạo cho một cái nhân vật nào đó, chúng ta áp những cái họa đồ lên đó rất là đẹp. Nhưng mà quý vị các bạn xem là chúng ta sẽ nắm cái gốc rễ của vấn đề nằm ở đâu. Thì ví dụ như ở chỗ này, chúng ta quay lại chỗ này chúng ta thấy nè. Ở cái ô thứ hai mà tôi đang chọn ở đây, cái ô thứ hai mà ở vị trí rõ chuột đó, quý vị các bạn thấy là cái vật liệu đó chúng ta có thể đặt tên cho nó một cái tên nào khác đi. Ví dụ như tôi đặt cái vật liệu đó là tên là ví dụ HTV1 chẳng hạn, ví dụ vậy. Tôi có thể chọn ở đây nè. Ở đây tôi có thể chọn cái thông số mà có thể chỉnh được ngay ảnh hưởng đến cái vật liệu của chúng ta. Chúng ta click vào cái Deep Fill. Thực ra nó có 3 thành phần. Cái Ambient, tức là cái dùng vật liệu không được chiếu sáng trực tiếp. Thứ hai là màu Deep Fill, tức là cái màu vật liệu chủ yếu đó. Và cái phần Specular là cái phần mà nó là cái vật liệu mà khi mà nó ở dạng là nó phản chiếu, nó bóng chẳng hạn, thì chúng ta đã Specular. Thì chúng ta sẽ lần lượt đề cập ở chỗ này một cách cụ thể. Và những ở trên phía trên này nè, nó còn có những cái danh sách khác. Ví dụ như chúng ta thấy là bộ Shader, tức là các cái biểu kiểu bộ tô bóng như thế nào. Thì bây giờ chúng ta tạm thời không đề cập ở chỗ này, mà chúng ta chỉ click vào cái ô hình vuông nằm kế bên cái Deep Fill ở đây. Chúng ta click chuột trái vào đó. Thì trên cái chúng ta thấy nó xuất hiện ra một cái bộ gọi là Material hoặc là Map Browser, tức là cái bộ để chúng ta duyệt xem các cái vật liệu và các cái họa đồ chúng ta, cái phần map ở trên đó. Tức là cái map này thì quý vị các bạn có thấy là có thể nó bằng thuật toán, cũng có thể là bằng một cái hình nào đó mà chúng ta dùng ở trong cái chúng ta xử lý, đã được xử lý từ những phần mềm khác, ví dụ như là các bộ xử lý hình ảnh chẳng hạn, ví dụ như là Photoshop chẳng hạn, vân vân. Bây giờ tôi sẽ chọn một cái hình để tôi áp lên cái đối tượng mà quý vị các bạn thấy rất đơn giản hồi nãy, là chúng ta làm một cái mặt địa hình đó. Rồi lát nữa chúng ta sẽ thử diễn họa coi chúng ta, nếu chúng ta áp nó là một cái mặt nước biển chẳng hạn thì nó sẽ chuyển động như thế nào. Bây giờ chúng ta xem. Nó chọn cái lít chuột vào trên cái map browser ở chỗ này. Chúng ta chọn bitmap. Chúng ta lít vào cái bitmap. Như vậy thì tôi sẽ chọn cái hình đó, bấm chuột
bấm chuột trái hai lần vào cái bitmap đó. Thì ở chỗ này tôi bắt đầu đi lựa cái chỗ cái hình. Thì bây giờ tôi sẽ xem coi là cái hình đó là tôi cài cái phần mềm nó nằm ở đâu. Ví dụ như chỗ này là tôi nói là cái phần mềm của tôi là cái phần của Autodesk ở chỗ này. Ví dụ tôi có cái phần viết. Quý vị các bạn có xem coi là mình cài cái chương trình của mình nằm ở đâu. Thì trong cái phần map ở chỗ này nè, chúng ta chọn bấm vào cái map đó. Chúng ta có thể chọn là ví dụ như là tôi chọn là cái ở một cái mặt nào đó, ví dụ như có thể là đá hay là ở dạng là mặt địa hình. Ví dụ như trong trường hợp này là tôi chọn là cái ground, là cái bề mặt đất chẳng hạn, tôi chọn cái foliage cái này để tôi xem cái hình ở đây. Bây giờ các bạn thấy cái hình ở chỗ vị trí này chúng ta có thể xem trước được, bởi vì chỗ này là review đó. Chúng ta click open. Thì bây giờ chúng ta thấy cái vật liệu nó xuất hiện ở trên cái ô thứ hai, tức là đích chuột trái lên đó. Và chúng ta thấy rằng cái hình nó hơi tối một tí. Chúng ta thấy cái hình giống như vậy. Bây giờ các bạn thấy cái hình đó, tôi di nó ra một cái góc nào đó. Và bây giờ tôi click chuột vào Assign Material to Selection, chúng ta click chuột trái vào đó. Và chúng ta chọn cái nút ở bên này nè. Tức là chúng ta, sau khi chúng ta gán được cái vật liệu đó vào rồi, thì bây giờ chúng ta biết hiển thị cái vật liệu đó lên. Bây giờ tôi tạm thời thoát ra khỏi chỗ đó. Tôi đóng cái hộp thoại này lại. Thì quý vị các bạn thấy cái gì? Tức là bây giờ cái bề mặt của cái địa hình của chúng ta, chúng ta thấy rằng nó có cái màu, nó phủ một cái màu cỏ giống như vậy đó. Chúng ta nhìn như vậy. Thế thì quý vị các bạn thấy rằng ở cái chỗ này đó, thì bằng một cái thao tác đơn giản, tất nhiên là chúng ta có thể chỉnh được cái mức độ lặp lại của cái hình đó, hay là kích thước của cái map đó trên cái đối tượng của chúng ta. Rõ ràng là nếu mà quý vị các bạn thấy là cái điều đó là phù hợp cho cái chuyện mình tạo địa hình, bây giờ trên cái, tôi có thể ví dụ trong một số cái game chẳng hạn, quý vị các bạn thấy là người ta có thể tạo lên những cái đồi núi nhấp nhô trên đó trong cái quá trình mà người ta chơi game chẳng hạn, vân vân, hay là chúng ta tạo một cái địa hình cho cái công trình của chúng ta, thì cái thao tác đơn giản giống như cái hộp hồi nãy tôi muốn minh họa đi quý vị các bạn, là chúng ta chỉnh một cái đối tượng tham số như thế nào, và chúng ta dùng cái vật liệu hay là các cái modifier, các đối tượng hiệu chỉnh để chúng ta thay đổi hình dạng của đối tượng. Bây giờ giả sử là tôi là có cái nhu cầu ở chỗ này, là tôi quay trở lại, tôi chỉnh sửa cái khối này, thì quý vị các bạn thấy nhìn ở chỗ này nè, trên cái danh sách của modifier nè, chúng ta click vào box ở đây, chúng ta có chỉnh đích chuột trái vào box, và chúng ta có thể chỉnh lại kích thước ở chỗ này rất là bình thường. Bây giờ giả sử là tôi tăng kích thước này lên, ví dụ như là đây là nó không phải là 2,500 nữa, mà tôi chỉnh nó lên khoảng chừng 5,000, thì cái hộp nó cũng thay đổi kích thước. Chúng ta chỉnh lại chỗ này, ví dụ như chỗ này là 3,000, bây giờ chúng ta chỉnh nó lên cũng là 5,000 luôn đó. Thì chúng ta thấy rằng cái hộp này nó đã thay đổi kích thước rồi. Bây giờ nếu mà chúng ta muốn chỉnh nó lại nữa, thì chúng ta click vào noise ở đây, và quý vị các bạn có thể thay đổi những cái thông số liên quan đối với lại cái hình này. Bây giờ ví dụ như chúng ta thấy ở đây này, tôi click vào box trở lại đó. Chúng ta thấy nè, chúng ta hoàn toàn ngoài cái chuyện là chúng ta chỉnh thông số đó, quý vị các bạn thấy nè, tôi muốn cái hình này trở lại đúng như cái box ban đầu, thì tôi lại di chuột qua bên cái danh sách bên này nè, tôi click vào chuột trái vào noise đó, và tôi chọn cái nút là remove modifier, tức là tôi sẽ gỡ bỏ cái đối tượng mà hiệu chỉnh đó, tôi bấm vào đó. Thì quý vị các bạn nhìn xem cái hình của chúng ta, khi chúng ta nhìn lại cái hình ở trên bên này, rõ ràng đối tượng của chúng ta nó biến thành một cái khối phẳng trở lại, cái mặt phẳng trở lại, và nó có cái vật liệu